yêu sách của Chúa trong con đời của con, đáng khen của chúng như thế nào, giới thiệu cho người biết con tên gì, bao nhiêu tuổi đâu và làm gì. Chào cha và chào tất cả các cộng đoàn ở đây. Con thì vô bổ tục viên là Maria, già 41 tuổi, là con má Long Khánh, sư đồ Long Khánh con đó trực theo. Con sợ là ngày hôm nay mà con không bước ra đây, con nói ra những gì mà Chúa đã làm cho con và cho gia đình con và tất cả những người thân yêu con và anh em của chúng con ở đây, có mặt ở đây. Những người nào đi cùng trong nhóm đâu đi lên để coi anh chị em có mặt ở đây anh trong nhóm hả à, Long Khánh hả à. Rồi trong một nhóm có tay không ơi anh chị em Long Khánh rồi các nhóm anh chị em ở đâu nữa ở đâu Bảo Lộc rồi anh chị em Bảo Lộc đâu như tay này Bảo Lộc trong một nhóm tay không ơi anh chị em Bảo Lộc rồi anh chị em ở đâu hôm nay hả à? Rồi, hôm nay đầu như này, hôm nay không giỏi, hôm nay như này thôi. Rồi, anh em ở Đắk Lắk. Ở Long Thành, Đắk Lắk. Vâng, trong một trạng có tay em hôn, sẽ giảm nghe anh em ấy. Nha Trang. Wow, Nha Trang đâu, Nha Trang. Nha Trang, ngày về. Rồi, con chia sẻ cho mọi người. Trước hết là từ xưa là con không có biết đọc kinh gì hết á, nhưng mà con rất là khổ, chồng con là ngoại đạo, hai đứa con của con cũng mới rửa tội lúc mà 5-6 tuổi thôi, nhưng mà thật tình là con cứ đọc một kinh lạy cha cho chúng mừng thánh danh con làm hoài à. Cuối cùng thì con có nói là con tin vào Chúa, con đi lễ, nhưng mà con có nghe kinh thánh Chúa nói ai xin ta mà trông cậy ta cho Chúa cứu người ấy, còn ai xin ta nữa thì khó khác cái Chúa cứ sẽ làm hết mọi sự. Thì lúc đó con khổ thì nhà con cũng khổ nên con chỉ biết trông cậy Chúa thôi. Thì con nói bây giờ cuộc đời của con giao cho Chúa, xin Chúa hãy gìn giữ con phần hồn cũng như phần xác, và gia đình con thì Chúa biết rồi đó, rối lăn tùm lum. Thì thôi bây giờ con không biết làm gì hết, cho con biết đọc kinh cầu nguyện để cho con biết sống mới, để con được ơn của Chúa, tại con tin chắc là những lời Chúa phán cho con thì không bao giờ mà Chúa nước là được. Tại người dân gian nói với con một lời thì cũng phải giữ lời, nhưng mà đối với Chúa thì không thế nào mà con hình dung được. Nên từ đó con xin Chúa cho con một đức tin thiệt là mạnh mẽ để cho con tin vào Chúa, những lời Chúa phán cho con. Và từ đó con đọc kinh thương xót là bao nhiêu năm rồi con cũng không biết. Rồi bắt đầu con đọc và con cứ nói con chắc thì có nghe nói kinh Đức Mẹ nữa, thì con biết kinh gì thì cứ lạy cha kính mừng như một chàng chủ như vậy. Thì con cứ làm 10 kinh kính mừng và một kinh lạy cha, một kinh sáng danh, thì cứ suốt như vậy một ngày không biết là bao nhiêu chuỗi nữa. Thì từ đó con có không biết bước xoay làm sao cũng không biết, con xin cái nhà nhỏ xíu à, nhà lớn thôi được rồi, cứ cho con cái nhà lớn. Chứ từ từ con lấy một chiếc xe Honda đem chở con đi học được rồi, cũng không cần chiếc xe đạp thôi. Cái chú không chịu, cứ cho con chiếc xe Honda đến còn mấy chiếc luôn. Cái bây giờ buôn bán làm ăn thì nay chuyện này mai chuyện kia đi riết, nhưng mà con cứ tin nhìn Chú ơi, Chú cứu con, Chú thương con, Chú nha. Chứ cuộc sống trần gian này rất là khó khăn, con cũng không biết là ai giúp con được, nên con tin có một mình Chúa. Tuy con chạy ngược chạy xuôi nhưng mà có Chúa đồng hành với con luôn làm cái gì cũng được dẫn dàng hết. Thì từ đó bắt đầu là con cũng có người bệnh, người này trong gia đình con cũng có người bệnh, chị con có đi theo bị một cái cuộc gì trên tay nè, con cũng không biết. Đi mổ thì không được, còn 30 triệu cũng con cũng không có tiền, chị cũng có tiền, nhưng nói thôi chị cứ mổ đi. Thì em chia sẻ với chị, em sẽ bị bán một tháng, em sẽ nuôi chị. Nhưng mà cuối cùng thì bác sĩ nói mổ được, mổ sẽ không nghe được nữa, rồi cũng bị coi như là về đầu hết nha, đủ thứ hết. Thì cuối cùng thì con xin Chúa lòng thương xót Chúa thứ ba giờ kém là con đọc kinh, không biết mấy năm con không biết, chứ kinh mang thôi con đọc hoài à. Đọc riết đi khi Chúa nhận lời chữa lành, thì con là người đầu tiên được Chúa chữa lành. Trong người con bệnh tùm lum hết á, tim có, đầu, não gì tùm lum hết. Bác sĩ nói một tháng là 1 triệu, con nói chết cha 1 triệu thì làm sao mà có tiền. Thôi con cầu xin Chúa nếu chữa cho con thì con sống, con thờ phụng kính mến Chúa mỗi ngày. Còn nếu cho con chết sớm thì thôi, thì ý định của Chúa, ý của Chúa định rồi con không cãi được. Thì từ đó mấy con đọc kinh cái con thấy chữa bệnh lành cho con.
xong rồi cái con mới thấy về con nói với chị con như vậy. Cuối cùng thì cứ bộ mặt tay con cũng không biết là chị con bị cái bộ đó mà cứ dính đấy, lúc tiếp cầu nguyện tiếp, nhưng mà cái người bệnh thấy cầu nguyện hợp ý với con và hãy dâng lên Chúa những cái tâm tư ước nguyện của mình, Chúa sẽ chúc lành cho và cầu xin Đức Mẹ hãy vui xem và làm lại các thánh thân nữ ở trên trời nữa biết cầu cho mình nữa thì mình mới mong. Nhưng ngoài đời sống hàng ngày của mình phải cầu xin Chúa chúc lành cho mình sống một cuộc sống cũng như là biết có các cầu Chúa tiếp trên giường và biết nhớ những cái lời của Chúa giáo huấn, là phải nhớ những cái lời đó để trên trên là cuộc đời của chị có lẽ là cuộc sống rất nhiều người nó là như vậy, cứ đau khổ cứ vất vả, nhưng mà cái điều quan trọng là mình có dám bám vào Chúa cho đến cùng thì thôi. Có khi mình bám vào Chúa được chừng rồi mình gãy gánh rồi mình bỏ cuộc, còn đây mình bám vào Chúa cho đến cùng thì đúng như là lời Chúa hứa, ai tín thác vào ta thì ơn của ta ban không phải là nhiều mà còn rất nhiều nữa tùy theo lòng tín thác. Đây là một trong những lời chứng mà để cho chúng ta thấy được rằng là khi mình biết chạy đến Chúa, những lúc mình vất vả, những lúc mình gánh nặng thì Chúa sẽ nâng đỡ và bổ sung cho. Cảm ơn con, còn con. Con là Vương Vũ Hồng Anh, chị Vương Vy. Dạ, thú thật đó là cách đây mấy năm con bệnh dữ lắm, con cứ nổi như vậy đâu. Nhưng mà cha mẹ con mất, rồi cái đâm ra cái bệnh Chúa nó rất là khô khan. Nhưng mà bệnh quá rồi ra con cũng yếu đuối. Nhưng mà em con thì sợ mất con, em con rất là thương con. Em con luôn cầu nguyện, rồi các em con lần nửa riết à. Em con nói, ê chị ơi, bữa nay em lần nửa mong con với chị một chuỗi đó. Em cầu xin Chúa là, Chúa ơi, con chị con với là Maria vô dụ con cho chị còn khỏe mà. Nhưng mà những lời đó là em nói với con mà hai chị em con cảm giác. Có khi là hai chị em con cảm giác cái thế này. Con ở Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu, em con ở Long Khánh. Chị ơi, em đang đọc kênh đó, chị đọc kênh đi. Em chỉ cầu một cách để mà cầu xin Chúa cho chị hết rồi. Thì con cũng đọc kênh. Thì mới đầu là con đọc kênh, xong rồi em con nó được, con nghĩ là em con được Chúa bàn cái ơn. Thì chị em, chúng ta thấy đó là cái bây giờ ta gọi là mạng lưới cầu nguyện, tức là sức mạnh. Chúa nói là ở đâu có hai ba người theo ý mà cầu nguyện thì có Chúa ở giữa, và những gì con xin nhân danh Thầy thì Cha Thầy sẽ ban cho các con. Ở Việt Nam bây giờ bắt đầu phát triển mạng lưới cầu nguyện, có thể qua mạng internet và có thể qua điện thoại, mà đặc biệt là ở bên Mỹ. Chúng tôi biết ít nhất là có hai nhóm, một nhóm gọi là bên lòng Chúa Thương Xót, còn một nhóm thì ở Oklahoma. Thì hai nhóm ấy họ cứ hẹn giờ, hẹn ngày, và ví dụ một nhóm thì cứ ngày thứ sáu là 3 giờ chiều cứ bấm vào cái nút điện thoại số mấy đó, rồi tất cả cùng họp nhau để cầu nguyện. Rồi có nhóm khác thì mỗi ngày 3 giờ chiều là họ bấm cái nút điện thoại và họ bỏ hết tất cả mọi cái chuyện khác để chỉ lo vào cái việc cầu nguyện mà thôi. Thì lúc đó tất cả mọi người cùng hiệp ý với nhau mà cầu nguyện, và sức mạnh của lời cầu nguyện có khi mình làm bên đông mà có Chúa cho bên tây, có khi mình cầu nguyện cho người này nhưng mà Chúa lại ban cho người khác, mình đâu biết được ơn phúc của Chúa ban, chứ đâu có phải là cứ cầu cho người này thì phải được người này, và những người khác thì sao? Nên xem quyền năng của Chúa không có ai giới hạn quyền năng của Chúa được, lòng thương xót của Chúa cũng không ai tác động ngăn bằng được. Nhưng mà Chúa mời gọi tất cả chúng ta là riêng mình và đại dương lòng thương xót Chúa. Những mạng lưới cầu nguyện chính là cách thức riêng mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Có những em thì một em ở Oklahoma lúc nào đi đâu cũng nhớ bây giờ 3 giờ chiều
là phải lo chương trình cầu nguyện rồi hát thánh ca rồi tôi gọi điện thoại nói với cha mỗi tháng cha giảng cho chúng con trên mạng đó rồi cha cầu nguyện ơn sức lành cho con ở trên đó rồi tất cả anh chị em chúng con không những chỉ ở Mỹ mà còn ở các nước khác trên thế giới và ngay cả Việt Nam cũng có thể biết được anh là một trong những nguyên đó phải không? Vâng, vậy đây này, cảm ơn hai chúng ta điểm xin chúc chúc bạn cho chúng ta. Cảm ơn anh, cảm ơn chúng ta.